Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục làm một cái video liên quan tới dòng loa Bose 101. Thì trước mặt các bạn có thể thấy thì phía bên tay trái chúng ta có mình có chiếc loa màu đen, nó có mã là Bose 101 MM, và phía bên tay phải mình có chiếc loa màu trắng là Bose 101 Music Monitor. Thì bản thân hai dòng này mình đã có một số cái video review cũng khá là cụ thể và chi tiết về hai cái dòng loa này. Thì với cái dòng loa màu trắng này thì năm nay là mình gọi là cái dòng loa mà cái e-căng của nó bằng kim loại và cái lỗ thông hơi nó bằng là hai hình tam giác, thì được khá là nhiều bạn là nhầm lẫn đây là hàng nhái. Thì mình cũng đã có một cái video chia sẻ về có phải là Bose 101 e căng bằng kim loại là hàng nhái hay chăng. Thì mình cũng đã từng có chia sẻ về các bạn về cái video đó. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào kênh mình ha, và tìm cái video đó. Thì mục tiêu chính của cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ giới thiệu về cái đặc điểm riêng của hai cái dòng loa này ha. Thì và mình xin nhắc lại một một điều rằng là với dòng Bose 101 thì hầu như thì trên thị trường chúng ta thường thấy là một cái dạng là e căng phải hay lỗ thông hơi tròn, và một cái dạng là e căng bằng kim loại và lỗ thông hơi là hai hình tam giác. Thì đây là hai cái dạng là quen thuộc chúng ta là thường bắt gặp trên thị trường. Thì ngoài ra thì mình còn không chắc là nó sẽ có những cái biến thể khác. Cho nên á thì với cái video clip này thì mình review thì mình chỉ tập trung vào hai cái chiếc loa cụ thể thì thôi nha các bạn, chứ mình không có là đánh đồng tất cả các dòng loa, tất cả các series của cái dòng 101 này. Thì mình chỉ tập trung vào hai cái dòng loa trước mặt mình thôi, bởi vì với cùng một cái dòng lý vải này hoặc là cùng một cái dòng e căng kim loại này thì nó được sản xuất vào những năm khác nhau và dành cho những cái thị trường khác nhau, thì cái đặc trưng của nó cũng đã khác nhau rồi nha các bạn. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ đi theo cái trước đến sau đi nha các bạn. Thì ok, đây mình sẽ có một cái e căng bằng của chiếc loa màu đen nha các bạn. Rồi, thì chúng ta thấy đây chúng ta sẽ có một cái logo màu là Bose nha. Thì logo này thì phía ngoài của nó là nó được bọc bởi một cái một cái khung nhựa nha các bạn. Khung nhựa rất là cứng cáp ha, và rất là đẹp. Đó, thì đây phía sau chúng ta sẽ có một cái nút để chúng ta gài cái logo Bose, và xung quanh chúng ta sẽ có những cái đây. Đây những cái chốt gài ha, để chúng ta cố định nó vào cái phần thùng chính. Thì về cái logo Bose đó, thì các bạn sẽ thấy ha, đây là một cái logo hầu như nó là bằng nhựa. Và đây cái chữ Bose nó được làm nổi bật lên, và giống như là nếu mà nhìn kỹ thì giống như đây là một cái lớp sơn ha, một lớp sơn mà màu trắng. Rồi. Còn tiếp theo tới cái dòng mà Music Monitor, thì đây các bạn có thể thấy đây, e căng của nó là bằng kim loại, các bạn có thể gọi tạm năm nay gọi là sắt. Đó, thì phía sau nó vẫn là kim loại thôi. Thì đây, đó thì nó đơn giản, nó chỉ là một cái miếng kim loại và được ốp bốn cạnh. Đó, phía sau chúng ta vẫn có hai cái chốt gài để gài cái logo Bose vào. Thì với cái dòng này á thì cái logo Bose của mình á là nó cái phần cái logo thì nó vẫn là phần nhựa đen nha các bạn. Thì với một cái phần màu trắng ở đây á, thì đây là một cái màu trắng giống như là nhôm nha các bạn, chứ nó không phải là một cái màu trắng sữa như là cái dòng như là chúng ta nhìn nó không giống bằng nước sơn, mà giống như là một cái thỏi nhôm, một cái miếng nhôm đó, nhưng mà mình không biết nó là có phải là nhôm hay không. Đó, rồi thì tiếp theo thì mình sẽ quay về cái thùng bên ngoài. Thì phía trước ha, e căng mình đã review cho các bạn rồi. Thì khi một tí khi mở xem bên trong á, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Rồi, thì về phần phía trên nắp máy nha các bạn. Đó, phía trên nắp máy thì chúng ta vẫn có phía trên nắp loa. Thì chúng ta vẫn có những cái đường những đường kẻ sọc như thế này. Đó, giữa loa màu đen MM và loa màu trắng Music Monitor thì hầu như là giống nhau. Rồi, tiếp tục thì tới cạnh bên hông. Tới cạnh bên hông thì ha, các bạn sẽ thấy nha. Đây.
dòng màu đen. Dòng màu đen là MM, thì cái vết cắt bên hông của nó là một cái vết cắt nhẵn. Còn riêng với dòng Music Monitor thì đây nó vẫn là vẫn có những cái sọc giống như phía trên nắp máy, và nó sẽ có một cái ngấn ở đây. Rồi tương tự thì cái mặt mé bên 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 kia nó vẫn như vậy nha các bạn. Rồi thì tiếp theo là về cái mặt phía sau. Cái mặt phía sau thì kích thước, ok, kích thước trước sau thì nó giống nhau, nó không, kích thước nó hoàn toàn như nhau nha các bạn. Rồi thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi tới đi qua cái dòng mà Music Bo 101 MM. Thì phía sau chúng ta sẽ có một cái logo Bo dập nổi ở đây ha. Có những dòng thì nó sẽ có cái chữ Bo này nó sơn màu trắng luôn nha các bạn. Rồi thì tiếp theo mình sẽ có những cái đây có những cái chữ thì ghi là Bo Corporation, Birmingham, Massachusetts, USA. Ok, có thể là cái địa chỉ. Rồi tiếp theo là model 101 Music Monitor Speaker System. Rồi USA Button. Đây, những cái số, những cái mã ha, liên quan tới công ty Bose. Rồi, thì rồi và tiếp theo là còn cái dòng màu trắng này các bạn, thì nó chỉ duy nhất là nó chỉ có một cái logo Bose dập nổi ở đây thôi. Rồi rồi tiếp theo tới cái phần tem ha. Phần tem thì nó chỉ ghi đơn giản là Bose model 101 MM, công suất tối đa là 150W, trở kháng là 6 ohm. Rồi thì nó sẽ có một cái phần số series dập chìm đó, một số series dập chìm ở đây. Rồi với cái phần cặp màu trắng này thì cái tem của nó là khá là chi tiết. Thì về những cái phần như là địa chỉ công ty Bose, ngoài ra thì nó sẽ có thêm nhiều cái thông tin khác, ví dụ đây là Bose model 101 Music Monitor. Đây, còn tiếp theo là những thông tin khác, nó kêu các bạn là tham khảo vào cái cuốn sách hướng dẫn nha, để cho một cái cách mình cài đặt, để cho cái loa này hoạt động theo đúng cái tính chất kỹ thuật của nó. Thì công suất của cặp này là từ 10 đến 60W nha các bạn. Thì số series đây vẫn là một cái số series dập chìm nha các bạn. Các bạn mua những cái dòng loa Bose mà lưới sắt thì các bạn né cái số series A57168 ra nha. Rồi thì đây là trở kháng là 4 ohm, so sánh với cái dòng bên kia là sự trở kháng là 6 ohm. Rồi tiếp theo một số thông tin khác về cái công ty Bose ha, để các bạn có thể nhìn nhìn thêm, để đó, các bạn có thể nhìn thêm. Đó, rồi. Tiếp theo thì về cái phần cọc tấm loa ha, phần cọc tấm loa. Thì nhìn sơ các bạn có thể thấy ha, cái dòng Music cái dòng 101 MM thì nó vẫn là có thêm một cái cọc cắm loa bằng jack 6 ly nha các bạn. Thì một cái cọc cắm loa bằng 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 jack 6 ly thì chúng ta có thể dùng dùng cái jack 6 ly này để chúng ta kết nối. Đây, một cái jack 6 ly như thế này nha các bạn. Đây. Rồi. Thì với cái dòng Music Monitor thì nó chỉ có là hai đường đỏ đen thôi. Đó. Thì cái đặc điểm của những cái cọc loa màu đỏ đen này thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn là khá là nhiều rồi. Rồi ok, thì đây là cái phần về cái phần phần ngoại hình nha các bạn, ngoại hình và thông số. Thì tiếp theo mình sẽ đi đi vào bên trong ha, đi vào bên trong của hai cái dòng loa này. Rồi mình sẽ tạm thời bỏ những cái này qua. Rồi thì mình đã tháo sẵn cái gột gang ha, cái củ loa bên trong của cái giữa hai cái chiếc loa này. Rồi thì các bạn có thể so sánh ha, mình sẽ quay gần lại một chút. Rồi ha, bên trái và bên phải thì nhìn kỹ lại thì các bạn có nhận ra được cái sự khác biệt nào hay không. Thì đây thì cái số năm sản xuất của nó thì mình không quan trọng mấy nha các bạn. Ví dụ như cái dòng màu trắng bên đây là nó sản xuất ngày 2 tháng 1 năm 89,
Dòng màu đen ở đây thì nó sản xuất ngày 26 tháng 2 năm 86 ha. Thì đó. Rồi, thì vẫn cái củ loa 500 ha, rất là đẹp, mình đã giới thiệu nhiều rồi. Rồi thì đây, cái phần xương loa, các bạn nhìn kỹ nha. Cái phần xương loa thì hầu như là giống nhau. Xương loa giống nhau nha các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy ha, cái phần 500 à, cái phần 500 thì cái thằng loa bên phải cái cũ 500 à, cái độ dày của 500 nó dày hơn là cái phần bên trái nha các bạn. Còn về cái phần xương loa à, thì các bạn có thể thấy là hầu như nó không có điểm khác biệt nhiều. Nó không, hầu như là không có điểm khác biệt. Khác biệt ở đây chỉ là cái phần 500 của một bên loa bên phải màu đen là nó to hơn một chút. Rồi thì tiếp theo là tới cái phần ha, cái phần dây tín hiệu mà để truyền vào củ bát nha các bạn. Thì đây cái dòng MM thì nó là dùng hàn, nó hàn dính vào luôn, thì giống như là mình đã từng đã chia sẻ. Còn với những với dòng music monitor nha, e căng lưới thì đây nó quấn một cái đường tròn như thế này, mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Rồi thì tiếp theo thì về cái phần đây tiếp theo thì dòng bên trái ở dòng bên phải màu đen MM lỗ thông hơi tròn nha các bạn. Rồi bên đây lỗ thông hơi là hai cái hình tam giác. Rồi tiếp tục cái loại ốc vít nha, cái loại ốc vít mà với cái dòng MM lưới vải thì các bạn có thể để giúp mình đây. Đây là một cái loại ốc vít, nó là hình sáu cạnh nha các bạn. Đó thì mình không có loại tu vít này thì mình cũng chưa có mở cái nắp này ra được. Rồi thì đây là cái phần tu vít, cái phần ốc vít mà để cố định cái nắp ha, cái nắp vào cái thùng. Và đây chính là cái phần đây, mình sẽ cầm lên các bạn xem, mình sẽ cầm lên các bạn xem. Đây là chính là cái phần con ốc vít mà nó dùng để cố định cái lò bass các bạn, cố định lò bass vào vào cái nắp này. Đó. Đây, phần ốc vít này. Rồi, còn với cái dòng music monitor này thì cái loại mà ốc vít mà nó dùng để cố định cái nắp máy này và cái loại ốc vít mà nó dùng để cố định cái củ bass vào cái nắp này thì là một cái loại ốc vít duy nhất. Đây. Như nhau nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 và 7 7 8 9 các bạn. Chín con ốc này nó như nhau. Rồi, thì đó là loại ốc vít. Rồi, thì tiếp theo. Đó. Rồi về thùng về ốc vít thì rồi tiếp theo là tới cái phần phân tầng. Cái mặt phân tầng của nó thì mình cũng đã từng chia sẻ các bạn rồi. Thì đây phía trong nó sẽ với mình sẽ đi trước về cái phần cặp 101MM. Thì dòng lưới vải lỗ thông hơi tròn thì nó sẽ có một cái phân tầng nha các bạn. Khi chúng ta mở cái củ loa ra thì chúng ta sẽ thấy một cái lớp bông tiêu âm ở đây và nó sẽ phủ trên cái một cái phân tầng. Đó, phân tầng này thì nó là nó nằm trên một cái bảng bảng mạch các bạn, một cái bảng mạch layout. Đó thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Ok. Còn với cái dòng mà music monitor ha, thì mình có thể tháo được cái nắp của nó ra. Thì chúng ta có thể xem được cái phân tầng của nó. Rồi. Đây. Thì sau khi tháo cái nắp ra thì bên trong thì chúng ta vẫn có một cái miếng xốp tiêu âm nha các bạn. Đây, một miếng xốp tiêu âm như thế này. Rồi. Sẽ lấy miếng xốp này ra. Nè, rất là mới. Xốp âm cũng rất là mới. Rồi. Phía trong mà nó sẽ có cái gì? MM Music Speaker QKH Mexico. Ok, một cái số mã vạch à, và tiếp theo đây là sẽ có là cái một cái số ghi bằng tay ha. Rồi, thì cái thùng loa bên trong thì đây là cái phần mặt phân tầng chính của nó. Các bạn đây là cái phần lỗ thông hơi các bạn, thì đây là mặt phân tầng chính của nó. Thì tín hiệu đi từ cái âm đi chúng ta xuống á, thì nó sẽ được đi vào cái mặt phân tầng như thế này các bạn. Thì nó sẽ bao gồm đây là một cái cuộn dây ha. Một cuộn dây hình hình tròn dài đây, nó sẽ được nối vào hai cặp như thế này. Đó thì phía đây có một cái con tụ
một con tủ nó nằm phía bên trong nha các bạn. Đây, một con tủ nằm phía bên trong cái này đó. Thì rồi thì tiếp theo nó sẽ đi ra được một cái cuộn dây đó, một cuộn dây quấn tròn nha. Chúng ta có thể thấy được cái phần dây đồng của nó khá là đẹp. Rồi thì dòng này hình như là theo mình thấy là nó không có bóng đèn nha các bạn. Đó, dòng này không có bóng đèn. Thì khác với cái dòng này thì nó sẽ có bóng đèn. Đó, thì đây là hai cái mặt phân tầng của nó. Rồi, thì cơ bản sơ qua thì mình đã đi qua tất cả những cái đặc điểm từ trong ra ngoài của cái dòng loa, của hai cái dòng loa này. Một dòng là màu đen, lưới vải, lỗ thông hơi tròn, có mã là 101MM. Thật ra chữ MM nó cũng viết tắt từ Music Monitor nhé các bạn, nhưng mà ký hiệu của nhà sản xuất nó để là MM thì mình đọc là MM. Còn dòng màu trắng này á, thì nó là Bose 101 Music Monitor luôn. Thì nó ghi thẳng ở trên cái tem nó là như vậy. Thì xét về hai dòng này á, thì mình thường thấy hầu như á, khi các bạn lên những cái trang website của Mỹ nha, eBay này nọ, Amazon, thì các bạn hầu như các bạn chỉ tìm ra được những dòng 101 mà e-căng kim loại, lỗ thông hơi hình tam giác này thôi. Còn với những cái dòng loa mà e-căng bằng vải, lỗ thông hơi tròn, thì các bạn sẽ tìm thấy ở nó ở những cái trang website của bên Nhật. Thì theo mình suy đoán thì hai dòng này, hai dòng Music Monitor e-căng kim loại, e-căng sắt á, thì nó dành cho thị trường Mỹ, châu Âu. Còn cái dòng mà e-căng vải thì nó dành cho cái thị trường là thị trường Nhật. Rồi thì cơ bản thì mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn để có một cái nhìn nó chi tiết hơn về cái dòng loa này. Thì khá là nhiều anh em cũng có hỏi mình sao cặp loa màu trắng này giống hàng nhái quá vậy. Thì ok, thì hàng nhái thì nó cũng phải đi làm, nó phải nhái theo từ một cái hàng thật nha các bạn. Thì phải có hàng thật thì nó mới nhái theo, chứ nó hàng nhái thì nó sẽ không làm một cái thiết kế riêng mà sẽ làm thiết kế giống như hàng thật. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì mình chia sẻ đến đây là cũng là hết những gì mình biết rồi. Thì các bạn có chia sẻ hay là đóng góp ý kiến gì cho mình phần comment bên dưới, hoặc là các bạn quan tâm tới những dòng loa tai của Bose, JBL hoặc là PMP, hoặc là những cái vang cơ, vang số lọc xì, cục đẩy công suất, hàng thương hiệu, hoặc là những cái bộ Bose Aquatic Mask, thì vui lòng liên hệ với mình qua số Zalo là 0908 27 28 12. Mình có đăng những cái sản phẩm âm thanh trên đó. Rồi thì hàng bên mình thì đa số là những cái dòng loa tuyển chọn được xách tay hoặc là nhập từ bên nước ngoài về, chứ mình không, hầu như là không có hàng đã sử dụng ở Việt Nam các bạn. Cho nên nhiều khi giá cả nó sẽ có một cái phần chênh lệch tí xíu so với những cái dòng loa đã từng sử dụng ở cái Việt Nam sau đó bán lại. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Nếu thấy thích video thì vui lòng cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để xem những cái video trước đây của mình, cũng như những cái video tiếp theo mình chia sẻ về những cái sản phẩm âm thanh.